Nhỏ cái nồi này nồi gì này? Con cũng biết Nồi ơi. mà ngày hôm qua con bước ra thử con ăn á Ăn hả? Con ăn hả? dạ con ăn như vậy nè, con bước ra xong rồi con ăn ăn thử nó không có nghe mùi vị gì hết trơn. Thôi cái này nó hư rồi. Đúng rồi. Trời ơi, nó con gì nó bu rồi nè. Với có con nghe con này nó rơi xuống rồi nè, thôi bỏ đi. Đậu cái này. Thôi bỏ đi, hồi chú gì dẫn đi mua trà sữa với gà rán ăn. Nhưng mà chú bắt con trả tiền. Hả? Chú bắt con trả tiền. Đâu có đâu. Cái quầy này là 115.000. 115.000. Là mấy ngày nhặt về chai? Dạ 3 ngày. Nhưng mà trong khi đó 3 ngày đó là con chưa bán được dây chai. Hồi tối này con đi lượm về, con với ngoại, xong rồi con với ngoại luộc khoai với lại chiên khoai ăn. Xong rồi con với ngoại đang ngồi, nó ngó thẳng vô trong nhà con là nó ngó như vậy nè, rồi con thấy hai cái răng nanh của nó. Ghê hả? Con còn kể cho mẹ con nghe nữa. Hai cái răng nanh như vậy nè. Nhỏ cái nồi này nồi gì này? Con cũng biết. Trời ơi. Mà ngày hôm qua con bước ra thử con ăn á. Ăn hả? Con ăn hả? Dạ con ăn như vậy nè, con bước ra xong rồi con ăn ăn thử nó không có nghe mùi vị gì hết trơn. Thôi cái này nó hư rồi. Đúng rồi. Trời ơi, nó con gì nó bu rồi nè. Với có con nghe con này nó rơi xuống rồi nè, thôi bỏ đi. Đậu cái này. Bỏ đi con. Để nó đậu. Cái này hôm qua ai cho vào ngoại hay là ở đâu? Là thằng Cường nó đỡ vô nó ngâm á, kêu tôi nấu. Trời ơi. Thôi bỏ đi, hồi chú gì dẫn đi mua trà sữa với gà rán ăn. Nhưng mà chú bắt con trả tiền. Hả? Chú bắt con trả tiền. Đâu có đâu, chứ hồi chú trả tiền. Em đậu chú. Mà sao, rồi con ăn cái đó lần nào chưa? Hôm trước ba nuôi con có cho con ăn. Gà rán hả? Dạ. Uống trà sữa hả? Dạ, hôm bữa ba mua cho con ở quầy, chỗ kia kìa. Mua cho con một cái đùi rồi xong rồi mua cho con khoai tây rồi. Ừ. Cho con uống nước ngọt. Đã, hồi tí gì hồi chỉ ghi mua cái đùi, cái cánh rồi, với một ly trà sữa, trà bá luôn, chịu không? Dạ. Nhưng mà cái này con bỏ đi nha nị. Dạ. Cái này đổ ở đâu, cái này đổ ở đâu? Con không biết. Em đổ hút chuối đi. Thôi đem đổ đi rồi chỉ ghi dẫn đi mua đồ ăn ăn nè. Nấu ăn gì nữa được. Rồi sáng giờ ngoại ăn gì chưa? Chưa. Chưa hả? Được cái ca cà phê hay gì vậy? Cà phê, hết rồi. Sáng giờ làm mấy ca ngoại? Hai ca hả? Trời ơi, sao ngoại không ăn gì trơn rồi sao ngoại chịu nổi? Ngoại phải ăn cái gì vô mới được, chứ ngoại uống cà phê về là tối ngoại đâu có ngủ được. Ừ. Tối ngoại đi nhặt cây chai không? Không. Đó hả? Nhặt mấy giờ mới về ngoại? Hôm về cũng mập rử. Hai giờ, hôm 2 giờ. Rồi về có ngủ được miếng nào không? À. Không luôn, thức tới giờ luôn. Về ngoại uống cà phê nhiều quá đó. Uống, về uống cà phê nhiều. Luôn quá. Thì bữa giờ là tụi con dự định là sẽ sửa lại cái máy nhà cho ngoại nè. Ngoại thấy ngoại thấy vui không? Vui. Vui hả? Chứ là mưa sắp tới rồi ngoại. Có cái máy che thì nó máy che với lại cái gác nhỏ nhỏ cho nị nó ngồi học bài đồ, mưa nó không ngập. Ngoại ha, ngoại phải ráng ngoại ăn uống rồi vô cho khỏe. Để mày còn lo cho ông nị nữa. Chứ hai bà cháu thì thấy thương quá, nhặt cây chai tối ngày. Ở ngoài mà không ăn uống toàn uống cà phê không. Chết luôn á ngoại. Ngoại hết đường rồi hả ngoại? Ngoại uống cà phê hết đường luôn rồi. Còn miếng con miếng. Còn miếng. Còn làm cái gì? Dạ đưa cho mẹ. Dạ. Yeah. Dạ. Em hi tí nị đi mua mua này cái gì nị quên rồi chú gì quên rồi. Gà gán. Gà rán. Trà sữa. Trà sữa. Rồi còn gì nữa không? Ừ. Đâu con lấy gà rán ra con ăn đi. Rồi con trút gà rán ra đi. Trút. Nãy mua mấy cái đùi ta, nó mua cái đùi đúng không? Dạ, ừ. Hồi nãy chú mua 2 cái. Ừ, mình thôi để tí mình chừa một cái cho ngoại đi. Ngoại có ăn không? Ngoại con không có biết ăn. Dạ. Yeah. Vậy thôi để cho mẹ đi ha. Mẹ. Rồi con ăn một cái đi. Nóng. Nóng không? Chú có thử à? Nóng. Hồi đó giờ con có ăn lần này lần nào chưa? Dạ, con ăn rồi. Ăn rồi hả? Sao? Thơm không? Thơm. Nóng. À, còn gì nữa không ta? Gì đâu? Trong ngày còn nữa. Không, cái này để cho ngoại, cho mẹ đi. Cho mẹ. Ừ. Nãy có phô mai đúng không? Cái gì phô mai đây? Khoai tây. Đâu khoai tây là cái gì coi coi. Dạ. À, khoai tây chiên. Rồi ăn thử cái ngon này. Nóng quá. Có cái cây á.
nó mềm xèo. Ăn đi. Thương cả nhà. Mấy tí này lâu lắm thì nó mới được ăn những cái món như thế này. Mẹ ơi. Mẹ. Hồi nãy con thấy ba mẹ. Hồi nãy con đi lên trên vùng bên đó mẹ. Con thấy ba. Ba đi đâu ở ngoài chợ á. Ba mặc cái áo màu đen. Ba đi công chuyện á. Rồi. Ăn thử coi như sao. Cái món này con có thích không? Dạ có. Dạ không. Ba chỉ liếc rồi xong ba chạy đi luôn. Ba như vậy nè. Xong ba chạy mặt đi luôn. Với ba đi công chuyện á. Thử coi. Thương quá nha. Ở cái độ tuổi này nó thiệt thòi rất là nhiều. Cúi tay sữa đi. Tay sữa nãy chú rỡ ngứa nó chạy ra hết trơn rồi. Không sao đâu. Bữa ăn đặc biệt không? Con phải ngoan, con ngoan thì sau này mấy cô chú mới thương con, đúng không? Phải ráng học nha này nha. Bỏ thùng rác chỗ quá. Làm sao con ăn cái hương vị của cái này như thế nào con diễn tả cho cô chú nghe đi. Cái này nó mặn. Mặn hả? Dạ. Sao nữa, nó có gì nữa không? Mặn mặn ngọt ngọt. Mặn mặn ngọt ngọt. Dạ. Là khoai tây chiên hả ta? Này khoai tây như lắp phô mai. Dạ. Rồi. Mà cái này nó không giống của con như hồi tối con chiên. Này của con chiên hình như là trong đây nè. Trong đây là có cái không có phô mai. Dạ hồi tối này con chiên á là nó ở ngoài nó cứng ở trong nó mềm. Mà cái này là nguyên cái nó mềm hết trơn luôn. Cái người ta mới chiên á. Rồi uống thử trà sữa coi. Đây cái ly trà sữa này phải ly trà sữa con yêu thích không? Con thích uống trà sữa thông thường nhưng mà con thấy cái này đẹp con muốn mua. Uống thử coi ngon không? Nó chua. Quậy quậy lên. Con chưa quậy chưa đều quá, chắc quậy chưa đều quá thì. Chua quá chú ơi. Chua. Nãy gì mà nãy mình mua là gì ta, dâu tây hả? Dạ. Chua. Thì ơi sao? Tao quậy đều coi. Hay là nó con hút ở trên coi, con hút ở trên á, nhiều khi nó con chọt cái hút sâu quá cái đó, con chọt hút sâu quá cái nó bị dính dâu tây á. Nãy nị mua là ly trà sữa dâu tây cả nhà. Dở chua rồi. Chua đúng không? Dạ. Nó có ngọt lại không? Ngọt. Ngọt không? Dạ. Cái nãy mình ở dưới á nó có nhiều dâu quá đó. Sao cái ly trà sữa này cảm giác làm sao? Nó có hương vị gì? Ở hồi nãy con uống nó chua. Chua. Xong giờ uống nó ngọt lại hả? Dạ. Tại vì quậy á. Tại nó quậy lên, con quậy lên á. Là con uống nó ngọt lại. Sao? Mốt mình đi mua cái ly khác. Mình uống thử từng ly, mốt mình biết, mốt mình mua ly khác. Mốt chú lên chú dẫn đi mua uống ly khác. Hôm bữa chú gì ốm không, chú gì lùm mà mập á, chú Tình hả? Dạ. Rồi xong rồi con đi mua trà sữa với em con á, cái chú đi vô, xong chú nói giờ ta uống trà sữa luôn ta. Con có tin là một ly trà sữa 120.000 không? Con nói làm gì có một ly trà sữa 120.000. Với xong chú nói để mai mốt chú mua cho con, rồi xong rồi tới giờ luôn. Bây giờ luôn á. Chú quên, ở vòng vòng đây chú Duy cũng đâu biết chỗ nào bán trà sữa đâu. Con chỉ chú Duy mới biết á, đi vòng vòng mới biết á. Rồi. Đấy, vậy chú không ở đây hả? Ừ. Vậy sao chú biết ở dưới đây? Chú biết đường đi thôi à. Chú biết đường đi thôi à. Thôi, ăn gà rán đi. Nào con cầm gà rán coi. Nè, cái đùi gà to quá trời to mà cho tí nị nè. Con ăn cái này xong rồi con ná thở luôn, là con hết sức đi. Ná thở là sao? Ná thở là no chùm binh luôn. Thì ăn thử coi nó có ăn một miếng thôi coi nó có ngon với cái mà bình thường con ăn không. Sao?
Rồi, nghe thử coi. 20. Giòn không? Dạ giòn. Có cái bột ngoài đó nè. Ăn cái thịt đi nè. Qua ăn này là con hết 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 đi nhiều người nổi luôn. Tại vì cái bụng bự quá. Rồi ăn có miếng bụng bự gì? Không, ăn ăn hết cái này là bụng bự là hết đi nổi luôn. Ăn ít thôi, tối giờ ăn tiếp. Cái này là bao lâu rồi cũng mới được ăn nè? Đã lâu rồi. Lâu rồi. Có dịch tới giờ ba mua cho con ăn đúng 3 lần rồi xong rồi. Cái tới dịch rồi ba hết mua cho con. Ba mua giùm con có một ly trà sữa rồi tới từ bi tới bây giờ ba chưa mua luôn. Là hồi Tết tới giờ hả? Dạ không, hồi trong dịch mới đây nè. Trong dịch là hồi tháng 3, tháng 4 rồi ha. Tháng 7. Tháng 4, tháng 7. Tháng 7 là con nghỉ ở nhà luôn. Là đâu đi nhà kia cha được luôn. Dạ. Tháng 7 ngày 13. Tháng 7 ngày 13. Dạ. Mà hôm nay là ăn cái món này là đúng món con thích chưa? Dạ. Mà con ăn con sợ no quá. Ăn một miếng thôi. Con ăn một miếng rồi còn nói cho cô chú nghe cảm nghĩ của con về cái món này coi như thế nào. Nó giòn. Nó giòn hả? Dạ. Thích không? Dạ có. Thương không cả nhà? Cái này nó đi nhặt ve chai á. Hồi nãy mẹ con mở cho con coi cái YouTube của chú kia kìa. Xong rồi ma nó đứng sau lưng con á. Có quy con mắt bự chụp bướm. Hồi nãy con kể chú gì là tối con thấy gì? Cái quỷ. Cái quỷ hả? Dạ, con nói cho chú nghe. Hồi tối này con đi lượm về, con với ngoại. Xong rồi con với ngoại luộc khoai với lại chiên khoai ăn. Xong rồi con với ngoại đang ngồi. Xong con ngó ra đường, con thấy một cái bóng đỏ. Nên là nó đi từ ngoài đường là đi vô ngay cái chỗ nhà bác Hưng. Rồi xong rồi con mới thấy cái gì kỳ kỳ là nó đi sụp sạc rồi đi lại tới nhà bác Hưng. Sau một hồi nữa nó quay ngược trở lại, nó ngó thẳng vô trong nhà con, là nó ngó như vậy nè, rồi con thấy hai cái răng nanh của nó. Ghê vậy? Con còn kể cho mẹ con nghe nữa, hai cái răng nanh như vậy nè. Là nó màu đen hả nè? Dạ không, màu đỏ. Là nguyên con người nó màu đỏ hay sao? Hai cái mặt nó màu đỏ? Dạ, nó mặc áo màu đỏ. Ghê hả? Mặc áo màu đỏ. Ngoại có thấy lúc đó bà ngoại đâu? Dạ ngoại ngồi trên võng, ngoại ngó ra chứ đâu. Mày thấy không? Dạ bà thấy. Trời ơi, hồi nói ra ra luôn. Cái gì sợ? Thiệt, con còn kể cho mẹ con nghe nữa mà. Con không có nói dốc đâu. Mẹ con có sợ không? Sợ. Nó có cầu nguyện không nè? Dạ, cũng đó con không có gì hết trơn. Không có gì hết trơn. Con chỉ sợ chút xíu rồi xong rồi. Con ngồi đó con coi truyền hình. Ngồi coi truyền hình chút xíu. Rồi ngoại thấy. Rồi ngó chậm chậm ra đường gì nè. Rồi con ngó ra đường con có thấy gì đâu. Xong rồi con cứ ngó chậm chậm gì nè. Ngoại ngó ngược lại cho con. Con giật mình con nói gì ở ngoại. Là lúc đó là ngoại với con mới đi nhặt cái chai về hả? Dạ. Lúc đó là con ngồi con chiên khoai xong hết rồi đó là 3 giờ. Là con còn dầm chứ vô. Là con kêu hai là hai ơi dậy. Ngồi 3 giờ rồi, ngồi dậy đi làm. Hai nói ừ, hai mới tắt điện thoại. Là 3 giờ sáng, gì thức tới 3 giờ sáng như thế này? Ừ, đi lượm về là con thức vậy. Ngày tối hôm qua là ăn với khoai. Dạ. Còn trưa lại là nãy ăn cơm với củ cải. Cải. Củ cải xào. Dạ. Trời ơi, thương quá trời. Men về hả Men? Men ơi! Men ơi! Men về mất tiêu rồi. Này ngoan cả nhà. Sao cái củ khoai người ta chiên ngon bằng con chiên không? Dạ không. Củ con chiên. Nó, con chiên sao mà nó cứng hoài à? Ý là con chiên nó giòn nó cứng hay là sao? Nó cứng, con sắt da dày lắm rồi đó. Mà nó cứng. Chắc dầu nhiều quá, dầu nóng quá. Dạ. Nó cứng. Mà con thấy con làm ngon hay là người ta làm ngon? Người ta làm ngon nhưng mà con không thích người ta làm nhiều. Con thích tự làm đúng không? Dạ. Tại sao? Tại sao thích tự? Ở nhà an toàn hơn mà được. Nhà an toàn hơn, là nó tiết kiệm hơn đúng không? Dạ. Thương quá, nhà nãy em mua cái đùi gà này nè, hai cái đùi gà lại mấy cái khoai lắc. Nhìn này nó chú Di mua ít thôi. Chú Di mua cái đùi gà gì mà tới với ba khoai lắc thì tới mấy chục ngàn đó. Nhiều tiền. Nghe mà muốn chảy nước mắt luôn cả nhà.
Phải, con mua cho con, con cũng nói vậy á. Phải, con nói mẹ tiết kiệm quá à. Tiết kiệm quá hả? Dạ. Cậu hai á, cậu hai con có tiền xong cậu hai mua cho con á. Có mà cậu hai còn con đi làm ghét á, quan chung với cô My á. Xong hai vô trong nhà chỗ mà bán gà gán á. Cái cậu hai con nói là em lấy cho cháu của anh hai cái đùi rồi xong rồi về nhà con còn chia cho em con ăn. Rồi cậu hai con không trả tiền cho cô My luôn, là đi giờ luôn á. Cậu hai quên, chừng cậu hai trả rồi cậu hai giấu á. Cậu hai lén lén cậu hai trả tiền rồi mà con không thấy á. Mốt mình mua cái ly khác uống đi hả nị ha. Dạ. Mốt mua ly trà sữa trân châu đường đen đi. Biết cái đó không? Biết. Ngon đúng không? Dạ. Ngon. Sao lại mua ly đó uống? Nhưng mà cái đó nhiều trân châu. Nhiều trân châu hả? Bên kia người ta bỏ ít trân châu. À, trong cái hộp này, trong cái ly này có mấy cái phô mai đâu. Con gã lại thử coi. Con gã con ăn phô mai coi. Trong đó có phô mai. Gõ nắp anh thử không? Có cái muỗng á. Trong này không có phô mai đâu. Có. Nãy chú Di có kêu người ta bỏ vô cho con á. Bỏ nhiều topping luôn mà. Mà thử coi. Có cái muỗng á. Cho đến nãy nó ăn một bữa thật là ngon cả nhà. Cái tuổi này là cái tuổi ăn, tuổi học. À, bé nó phải đi nhà quê trai phụ ngoại lo cho cuộc sống. Rất là thương. Hồi đó giờ con nhặt quê trai bao nhiêu năm hả nị ha, nhớ không? Dạ con đi theo ngoại là năm mấy tuổi? Dạ chắc cái khúc mà con đi theo ngoại là con về đây xong rồi con ngủ rồi xong con không nhớ lắm. Con nhớ là con chỉ đi lượm với ngoại năm con mấy tuổi rồi con cũng không nhớ nữa, nhưng mà đi lượm lâu lắm rồi. Là cái ngày đầu tiên trong cái lần trong cuộc đời mình mà đi nhặt ve chai á, mệt không? Dạ con toàn ngủ không à. Ngủ không à? Con chạy lên xe ngoại con ngủ á. Ngoại con lót cho con một cái ngăn như vậy nè. Là nửa thùng xe á. Để ngoại con lót giấy lên xong rồi cho con nằm ở trển á, là chị hai con đạp rồi con nằm đó con ngủ im gu vậy á. Dạ. Ba bà lúc đó là ba bà cháu đi. Dạ ba bà cháu đi nhưng mà con đang ngủ mà. Đâu có mà vẫn thích đi. Vẫn thích đi hả? Dạ. Ở dưới này, ở dưới cái phô mai dưới đó con múc lên ăn thử coi. Còn nhưng mà dưới này không có. Có, nãy chú Di kia người ta bỏ vô mà. Đó. Đó thấy chưa? Chú Di kêu người ta bỏ vô cho con mà. Bự không? Tao múc cho chú Di coi coi. Múc lên thử coi. Dưới đây nè. Đâu? Nhiều không? Nhiều không? Nhiều. Có cục nào bự bự không? Đó. Trời trời không được. Nào ăn thử cục đó coi. Hôm bữa con đi mua nhưng mà không có cục này. Chỉ có cái cục mà vừa vừa như vậy thôi. Vậy hả? Dạ. Này chú Di mua ly đặc biệt cho con mà. Chú Di mua ly đặc biệt cho con á. Vậy tính cộng là hết bao nhiêu tiền? Vậy tính cộng là hết bao nhiêu tiền? Chị? Hỏi chưa biết. Hỏi chưa biết hả? Ừ. À, nãy mình mua hai cái gà là mình mua 70.000. Ừ. Với cái ly nước là 45.000. Ừ. Là bao nhiêu tiền? 70 cộng 45. 70 45. 70 45 là 150.000. 100 mấy? 115. Ừ đúng rồi, 115. Sao? Ăn đi no chưa? Quầy ơi. Cái quầy này là 115.000. 115.000. Là mấy ngày nhặt về chai? Dạ 3 ngày. Này cứ ăn đi. Chú gì tặng cho con á. Nhưng mà trong khi đó 3 ngày đó là con chưa bán được ve chai. Thương cả nhà. Sao ăn hết không? Ăn hết không hay là để tối mới ăn? Con ăn không hết đâu chú ơi. Tại nãy con mới ăn cơm á. Yeah. Mình để dành tối ăn nha. Dạ. Để dành tối ăn đi. Chú gì ăn đi. Hả? Thôi chú gì không ăn đâu, chú gì no á. Này chú gì cũng ăn cơm. Nhưng rồi. Nhưng mà nãy chú gì nói chú gì mua rồi xong chú gì vậy chú gì ăn mà. Đó mua gì cho con ăn nè. Để cho con ăn như thế nào. Vui không? Vui. Thì con hứa, con nhớ con hứa với cô chú gì con nhớ không? Nhớ. Hứa gì? Đi học á chú. Ừ. Học để mà sau này mình biết chữ. Dạ. Mình lớn lên mình làm cái những cái việc mà có ích cho xã hội, hiểu không? Dạ. Ừ. Thôi bây giờ việc này ha.
rồi chú Di về, rồi mai chú Di lên thăm con với ngoại. Chú Di vẫn về. Chú Di hả? Ở chơi hả? Dạ chú Di ở chơi đi, con đi chích ngừa. Chú Di Ok, bây giờ chào cả nhà nha, rồi con chào cô chú đi. Chào cô chú.